xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tổng Đài hỗ trợ thông tin cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 phản ánh có tình trạng ở một vài nơi trên địa bàn tỉnh được vận động không nhận kinh phí hỗ trợ không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện hòa tốc về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có. Đồng thời hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho người dân tại cơ sở, đảm bảo để người dân được tiếp cận đúng chính sách của chính phủ. Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng chính quyền một số xã ở huyện Thọ Xuân làm sẵn đơn bắt ép người dân ký không nhận hỗ trợ từ gói an sinh theo nghị quyết 41 của Thủ tướng Chính phủ. Qua tìm hiểu xác minh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thì đây là thông tin sai sự thật, khiến lòng tốt của người dân bị xuyên tạc bóp méo. Mấy ngày hôm nay, ông Lê Xuân Quang luôn sống trong tâm trạng bức xúc, bức xúc vì việc cả bốn khẩu của gia đình tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói an sinh hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị xuyên tạc thành gia đình ông bị ép ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Cái này là hoàn toàn không đúng. Đây là gia đình tự nguyện lên gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh để tự nguyện không nhận cái gói hỗ trợ. Theo lãnh đạo huyện Thọ Xuân, trên địa bàn huyện có 2.481 người thuộc diện được hỗ trợ, nhưng tự xét thấy điều kiện của gia đình không quá khó khăn, nên đã tự nguyện làm đơn không nhận tiền hỗ trợ để dành nguồn tiền này hỗ trợ thêm cho những người khó khăn hơn. Do nhiều người dân không thành thạo việc viết đơn tình nguyện, thậm chí một số người không đọc thông viết thạo nên đã nhờ cán bộ soạn sẵn đơn, đọc cho nghe nội dung và tự nguyện ký tên. Tiếp xúc trao đổi với phóng viên, những người đã ký đơn tình nguyện không nhận hỗ trợ đều khẳng định không hề có việc chính quyền vận động hay bắt ép họ ký đơn mà do họ tự nguyện vì muốn san sẻ với những người khó khăn hơn mình. Theo đúng tinh thần, lá rách ít đùm lá rách nhiều, vốn là truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt. Nhưng lòng tốt, việc thiện của họ lại bị một số đối tượng lợi dụng xuyên tạc. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế Thị xã Bỉm Sơn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 34 chuyên gia đến từ Trung Quốc, được cử sang để thực hiện lắp đặt dây chuyền 3 của công ty xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 34 chuyên gia đến từ Trung Quốc này vừa được đón về từ cửa khẩu Lạng Sơn tối ngày 12 tháng 5 năm 2020 và đưa thẳng về khu nhà ở của công ty xi măng Long Sơn thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa đã cử cán bộ cùng với Trung tâm Y tế Thị xã Bìm Sơn tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm này sẽ được chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa để thực hiện xét nghiệm ngay trong ngày. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố vào sáng ngày mai. Tính đến thời buổi hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện cách ly tập trung cho 195 người, trong đó có 161 người Việt Nam từ nước ngoài về hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Trong tháng 5 năm 2020, Việt Nam Airlines sẽ mở thêm 5 đường bay nội địa với giá vé chỉ từ 99.000 đồng một chặng, trong đó có đường bay Thanh Hóa Buôn Ma Thuật. Dự kiến sẽ khai thác từ ngày 27 tháng 5 với tần suất 3 chuyến cứu hồi một tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Mức giá 99.000 đồng một chặng sẽ áp dụng cho khách mua vé trên website hoặc ứng dụng di động từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, thực hiện hành trình trong thời gian từ ngày đường bay bắt đầu khai thác đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Khách hàng mua vé qua kênh phòng vé đại lý với các điều kiện thời gian mua vé, thực hiện hành trình như trên cũng được hưởng mức giá hấp dẫn là 109.000 đồng một chặng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Vietnam Airlines vẫn duy trì thực hiện phun trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định của cục hàng không Việt Nam. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay. Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kiểm soát tài trọng phương tiện, công an huyện nông cống đã bố trí lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm các quy định về tài trọng. Trên địa bàn huyện nông cống có 8 mỏ khai thác vật liệu xây dựng với khoảng 500 xe tải đang hoạt động do lưu lượng xe ô tô tải chở đất đá lưu thông trên các tuyến đường khá lớn nên việc kiểm soát tải trọng ngay từ mỏ được xác định là giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường. Ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền yêu cầu chủ mỏ, các chủ phương tiện, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện. Các chủ mỏ cũng phải lắp camera tại một số vị trí để tăng giám sát, quản lý phương tiện. Đồng thời, Công an huyện Nông Cống còn bố trí các tổ tuần tra tại các tuyến đường nơi gần điểm mò để kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông là kiên quyết xử lý những trường hợp lái xe và chủ mổ vi phạm về tải trọng. Trong cái thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản 10 trường hợp vi phạm về các lỗi chở quá tải, chở quá kích thước thành thùng và các vi phạm khác từ đó là lái xe và chủ chủ chấp hành đã chấp hành tốt các, các các quy định về bốc xếp hàng hóa và vận chuyển hàng hóa. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát vấn đề tài trọng, tuy nhiên trên địa bàn huyện nông cống vẫn xảy ra tình trạng xe tải trốn tránh vào tuyến đường không thuộc thẩm quyền kiểm soát của công an huyện hoặc lợi dụng thời điểm đêm tối để chở quá tải. Do vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện nông cống đang lên phương án tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý triệt để xe chở quá tải trọng trên địa bàn. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Kinh rạch khô hạn khiến tình trạng sụt lún tại vùng ngọt hóa Cà Mau diễn biến nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trên toàn xã Khánh Bình Tây có đến 40 điểm sụt lún ở khắp tất cả con đường lớn nhỏ. Không chỉ vậy, tuyến đê biển Tây trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn đê. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, khu vực này đã xảy ra hai lần sụt lún với chiều dài 240 m. Điều đáng lo ngại là đoạn sụt lún này có dấu hiệu lan rộng có nguy cơ gây hư hỏng khoảng 4 km đê khác. Số điểm sụt lún sẽ còn tiếp tục tăng lên khi theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, hạn hán năm nay có thể kéo dài đến tháng 5, thậm chí đến tháng 6. Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành cứu hộ điều tra làm rõ việc 7 công nhân bị tai nạn lao động trong khi thi công đường cống thoát nước ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn công trường này có 7 công nhân đang đào lắp cống. Trong đó anh Lê Văn Út quê Vĩnh Long đang ở dưới độ sâu khoảng 5 mét để điều chỉnh cống thì bất ngờ đất đổ sập đè lên người nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến cứu hộ đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Út đã tử vong. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra chiếc xe tải biển kiểm soát 89C06350 do Dương Anh Tâm ở xã Thuế Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và đã phát hiện trên xe có 60 xe mô tô các loại đã qua sử dụng, không có biển kiểm soát. Một số phương tiện đã bị thay đổi số khung, số máy. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, giấy tờ, chứng minh nguồn gốc và được thuê vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số xe mô tô nói trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Cờ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắc vừa giải cứu thành công hai cháu bé bị bố và mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày. Trước đó, sau khi hết thời gian nghỉ học để phòng dịch COVID-19, nhưng hai cháu theo học không đến lớp. Nhận được tin báo công an huyện Cờ Rông Búc đã xác minh thì phát hiện anh Hoàng Ngọc Hân và chị Tưởng Thị Nga là bố mẹ hai cháu có tiền sử bệnh tâm thần và đã nhốt hai người con của mình trong nhà nhiều ngày qua. Sau nhiều ngày vận động không thành, công an huyện Rông Búc đã tiến hành phá cửa ập vào nhà, khống chế hai vợ chồng và giải cứu thành công hai cháu bé. Hiện hai cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc. Công an Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 4 tháng 5, tại huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, người dân phát hiện xe ô tô bán tải bị cháy, bên trong có một thi thể người bị cháy. Ngày 10 tháng 5, Công an Đắk Nông bắt giữ thủ phạm gây án là đối tượng Đỗ Văn Minh khi người này đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh khai nhận hành vi giết Trần Nho Vương là cháu vợ của Minh tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô, đốt xác thế thân, hòng trục lợi tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là